Xin giới thiệu với các bạn chèo 44 tính đôi công giữa Sang và Thội, nhưng ở bên Thội thì chấp Sang là mượn trắng, Sang nãy chợ mới An Giang, Thội Hồng Ngự Đồng Tháp. Và chèo này xem như đối đầu giữa An Giang và Đồng Tháp. Bốn chạm tay điểm Đồng Tháp 1-0. Tập bóng tốt, điểm cho An Giang một điều. Đúng rồi, điểm cho An Giang 2-1. Điểm cho Đồng Tháp 2 điều. Điểm cho An Giang 3-2. Điểm cho Đồng Tháp 3 điều. Phát bóng ngoài. Phát cho nó dài xíu đi. Điểm cho An Giang 4-3. Cắn bóng tốt. Điểm cho An Giang 5-3. Phát phẩm bách 1, nâng điểm số cho An Giang 6-3. Sáu ba.
Cái bóng chạm lưới điểm Đồng Tháp 4-6. Đập bóng tốt điểm cho Giang 7-4. Bộ bóng không lưới điểm cho Giang 8-4. Hả, đang quay nè. Bóng trong sân điểm cho An Giang 9-4. Thợ ra bóng tốt điểm cho Đồng Tháp 5-9. Bóng ngoài. Điểm cho Đồng Tháp 6-9. Điểm cho An Giang 16. Điểm Đồng Tháp 7-10. Và bóng quyền lực của Sang phía ngang chỗ mới điểm 11-7 cho An Giang. Đưa mặt lên đi. Điểm cho Đồng Tháp 8-11. Điểm cho An Giang 12-8. Trời ơi trời ơi, chắc nó dụng ha. Điểm cho Đồng Tháp 9-12. Tự dặn luôn đó. Đưa mặt vô coi vô. Ừ đó, cô lì đó. Cô lì chứ. Chậm ơi. Sao là bóng tốt. Điểm cho An Giang 13-9. Bỏ bóng tốt, điểm Đồng Tháp 10-13. Mười mười ba đó em. Mười
bóng ngoài. Điểm Đồng Tháp 11-13. Bóng trong sân. Điểm Trang Giang 14-11. Trời ơi. Bóng ngoài. Điểm cuối cho An Giang. 15-11. Điểm Đồng Tháp 12-15. Bóng trong sân kết thúc trận đấu sang thắng thổi.